Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn về tử vi thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Hợi, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cao Trận, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh hoa xuyến kim, ngày Tân Hợi tức can sinh chi, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm hoa xuyến kim, kỷ tuổi Ất Tỵ, kỷ tỵ ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi thành mộc cục, xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọa. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Tỵ, kỷ tỵ, Ất Hợi, tuổi xung trong tháng tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Thành tốt mọi việc, sao Cát Khánh tốt mọi việc, sao Tuế Hợp tốt mọi việc, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Ngọc Đường Hoàng đạo tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thủ Tử xấu mọi việc trừ săn bắt, sao Địa Tặc xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao Thổ Cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây nam, tài thần hướng tây nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Tý Hợi tương hội. Điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Tý không ít những tin vui trong công việc ngày hôm nay. Các mối quan hệ xã giao của bạn trở nên hài hòa, tốt đẹp hơn bao giờ hết. Với bạn tuổi Tý còn có được cơ hội hợp tác với những đối tác đầy tiềm năng, khả năng sẽ ký được những hợp đồng mang về lợi nhuận khả quan cho bạn trong ngày hôm nay là rất cao nữa nhé. Chưa kể là trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này còn giúp cho bạn khẳng định được vận may phát tài nằm ngay trong tầm tay của mình nữa rồi. Tiền cứ thế đổ ầm ầm về túi của bạn, nhất là các khoản thu nhập cứ tăng tín theo thời gian không ngừng nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, ngày này thời tiết thay đổi liên tục, điều này lại khiến cho sức khỏe của bạn mệnh có phần sa sút, giảm sức đề kháng đi trông thấy, nhất là khi trong ngày hôm nay đang có thủy khí vượng, bạn nên chú ý đề phòng các bệnh về phổi, bệnh về phế quản, bệnh về đường hô hấp hay là các bệnh về xương khớp nữa bạn tuổi Tý nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để nâng cao sức đề kháng, đề phòng ốm vặt. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy có được cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm năng, thu về lợi nhuận vô cùng là khả quan. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa nên quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, sức khỏe có dấu hiệu bị giảm sút khá nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc,
vận may về tiền bạc tìm đến cũng được cơ hội phát tài ngay trong tầm tay. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 87, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn đang có được vận quý nhân trợ giúp, làm cho bạn có được cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình. Con đường công danh sự nghiệp của bạn cũng nhờ thế mà trở nên sáng rõ hơn trước khá chi là nhiều. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Sự xuất sắc của bạn có thể đang là cái gai trong mắt của những kẻ tiểu nhân, những kẻ xấu bụng. Họ chỉ muốn ngay lập tức hạ bệ bạn xuống. Vì vậy với bạn tuổi Sửu, hãy đề cao cảnh giác, chớ có hành động khinh suất kéo lại để cho kẻ tiểu nhân có được cơ hội hãm hại mình nhé. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành thổ khắc với thủy. Điều này làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với người ấy ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Với những hiểu lầm không được hóa giải, cứ ngày một lớn dần lên, khiến cho cả hai trở nên thờ ơ và lạnh nhạt với nhau. Và với bạn tuổi Sửu, hãy ngồi lại và cùng chia sẻ thẳng thắn mọi chuyện với người ấy. Đừng có để đến khi quá muộn bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim cần phải cẩn trọng trong từng hành động, chớ có chủ quan lơ là. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy biết nắm bắt cơ hội để khẳng định bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa đề phòng kẻ tiểu nhân rình rập hãm hại sau lưng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ tình cảm gia đình có nhiều mâu thuẫn tranh chấp xảy ra. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc có quý nhân đến bên cạnh trợ mệnh, vận trình trở nên tươi sáng hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 57, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Dần Hợi lục hợp. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay đang có được cái nhìn sáng suốt hơn. Với những kế hoạch mà bạn đã lập ra từ trước đó đã nhận được không ít những lời khen ngợi của mọi người xung quanh. Và bạn tuổi Dần hãy nhân cơ hội này để biến chúng thành hiện thực ngay đi thôi bạn tuổi Dần nhé. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp được ngày có chính quan nhập cục. Cái điều này lại giúp cho bạn càng thêm khẳng định được vận trình công danh, sự nghiệp của mình vô cùng là tươi sáng trong khoảng thời gian này. Với tinh thần trách nhiệm cao, dù gặp phải không ít những chông gai, thử thách, nhưng với bạn tuổi Dần càng nỗ lực nhiều hơn để dần vượt qua được từng nút thắt. Đó chính là một trong những lý do với bạn đang được cấp trên đánh giá cao và tin tưởng giao cho bạn những trọng trách mới quan trọng nữa. Ngày này, bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có ngũ hành thủy sinh cho mộc vượng. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng đang có được những tín hiệu đáng mừng. Nhân hỷ khí cát lành đến với mình, các cặp đôi có thể tính tới chuyện về chung một nhà sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu về nhau nữa rồi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của bạn đang được đánh giá rất cao. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa được mọi người tin tưởng, cấp trên giao cho nhiều trọng trách mới. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, tình cảm gia đình hài hòa, yên ấm. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, khó khăn trở ngại không thể đánh bại được bạn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, hỷ khí cát lành đến, tin vui đổ dồn về. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn
số 15, số 85, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tốt. Tử vi tuổi Mão, thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mão đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày có thể thoải mái tận hưởng khi bạn đang có được sự ủng hộ của cục diện ngũ hành Hợi Mão bán hợp. Và ngày này, dù bạn là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh, buôn bán hay là người theo đuổi sự nghiệp học hành, thi cử đều có thể đón tin vui đạt được những thành tích cao trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có thiên quan rình rập. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Mão cần phải luôn có lòng đề phòng với những người không đáng tin cậy ở xung quanh mình. Và không phải ai cũng có ý tốt với bạn, hoặc thực chất chỉ muốn mượn sức của bạn để leo cao hơn mà thôi. May mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, ở bên cạnh bạn luôn có được một người đồng hành, thấu hiểu và quan tâm. Bạn hãy chia sẻ với những khúc mắc của bạn với người ấy, chắc chắn cả hai sẽ sớm tìm được những đáp án phù hợp mà thôi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đề phòng những người không đáng tin cậy, luôn chờ đợi cơ hội để lợi dụng mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, mọi việc mưu sự dễ thành, thuận lợi và suôn sẻ không ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, sức khỏe được cải thiện khá nhiều. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, đừng quá dễ tin người trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, lứa đôi có được sự thấu hiểu và quan tâm tới nhau nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 37, số 76, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài giáng mệnh. Điều này làm cho bạn tuổi Thìn chớ có nên nóng vội, chủ quan mà đưa ra các quyết định liên quan tới tiền bạc trong ngày hôm nay. Và bạn có thể đưa ra các nhận định sai lầm và có thể sẽ nhận lấy những rủi ro chẳng hề lường trước được nhé. Ngoài ra, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, nếu như bạn đang có tiền bạc ở trong tay thì bạn mệnh cũng đừng vì thế mà khoe khoang, kẻo lại bị những kẻ tiểu nhân, những kẻ xấu bụng dễ dàng nhằm đến và hòng chiếm đoạt hay là lợi dụng bạn. Lúc này với bạn tuổi Thìn, hãy giữ chặt túi tiền của mình nhé. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Điều này làm cho các mối quan hệ xã giao của bạn cũng trở nên bất ổn hơn trước khá nhiều. Và dù là với bạn bè, đồng nghiệp hay là với người thân, người yêu, với những mâu thuẫn giữa đôi bên cứ liên tục phát sinh, chẳng thể hóa giải được. Có lẽ như với bạn tuổi Thìn, bạn nên học cách tiết chế về cảm xúc của bản thân mình nhiều hơn. Đừng có để cho sự nóng giận khiến cho đối phương phải bị tổn thương bạn tuổi Thìn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, mối quan hệ xã giao có nhiều bất ổn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tiểu nhân rình rập, hòng lợi dụng hay là chiếm đoạt về tài sản. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nên biết tiết chế về cảm xúc, chớ nên nóng giận vô cớ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, biết giữ chặt túi tiền của mình sẽ tốt hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, sức đề kháng của bạn có thể bị giảm sút, bệnh tật đang tìm đến. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 52, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022.
Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này làm cho tinh thần cạnh tranh của bạn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với bạn tuổi Tỵ, bạn muốn đánh bại đối thủ và tham vọng muốn có được tất cả trong tầm tay của mình. Thế nên với bạn trong ngày hôm nay cũng chớ có nên ôm đồm hết mọi công việc về tay mình, có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối, nhiều bất lợi cho mình nhé. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy, tuy với bạn tuổi Tỵ là người thông minh, tài trí nhưng lại có phần bảo thủ, cố chấp trong ngày hôm nay. Và bạn cứ khăng khăng làm theo ý của mình, bất chấp mọi lời khuyên can của mọi người. Với bạn hãy thử lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, bạn sẽ có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn cho mình bạn tuổi Tỵ nhé. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sức khỏe của bạn có thể đang bị tác động bởi ngũ hành thủy khắc với hỏa trong ngày hôm nay gây ra những bất lợi cho bạn. Cơ thể của bạn đang có những sự mệt mỏi, bệ oải khiến cho tinh thần của bạn chẳng thể nào minh mẫn. Vì vậy, bạn hãy dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi mới có thể sớm hồi phục được năng lượng đã mất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa nên học cách khiêm tốn, đừng quá tự cao tự đại. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ, ôm đồm hết việc vào người. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người xung quanh để có được những quyết định đúng đắn nhất. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, thông minh, tài trí nhưng có phần bảo thủ và cố chấp. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, thể trạng mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 44, số 84, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ngọ, thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo trải qua một ngày gặp nhiều khúc mắc trong mối quan hệ tình cảm gia đình. Ngày này với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có thủy hỏa bất dung, cái điều này làm cho bạn không thể nào dung hòa được cái tôi cá nhân của mình với những người khác trong gia đình của mình nữa nhé. Và với bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải bình tĩnh để cho mình bình tâm trở lại, chứ đừng có tranh cãi với mọi người chỉ vì quan điểm khác biệt nhau. Vốn dĩ thì ai cũng có quan điểm riêng của mình, chớ vì thế mà làm cho tình thân bị rạn nứt bạn tuổi Ngọ nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, đối với những bạn đang còn độc thân, không cần phải cố gắng quá sức trong việc tìm kiếm tình yêu của mình. Khi mà bản thân bạn chưa hề sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới thì e rằng những nỗ lực hiện tại của bạn cũng chẳng thể nào thành công được nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, không tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, đừng cố gắng quá sức trong khi bản thân bạn không muốn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, chớ làm gì khi còn đang nóng giận. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, nên bình tĩnh để không làm cho đối phương bị tổn thương. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, có nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 92, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên hanh thông, thuận lợi hơn trước. Mọi việc đang tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn đã vạch sẵn từ trước đó. Chỉ cần với bạn tuổi Mùi chuyên tâm và không bị sao nhã thì bạn hoàn toàn có thể gặt hái được những thành công như mong đợi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn
Chớ nên để cho bản thân mình vướng vào những chuyện thị phi, tranh chấp ở chốn công sở, và đây có thể là nguyên nhân khiến cho mọi dự định của bạn đảo chiều và rơi vào những tình huống bế tắc, khó xử chẳng hay nhé. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Điều này làm cho cái chuyện tình cảm của các cặp đôi đang có được nhiều dấu hiệu khởi sắc. Đôi bên dần hóa giải được những mâu thuẫn, hiểu lầm từ trước đó. Cả hai nhờ thế mà ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Và chỉ khi cả hai luôn tin tưởng vào nhau thì mọi khó khăn trong gai đều có thể vượt qua được bạn tuổi Mùi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim không nên tác động lên vị trí nhân thần ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trở nên hòa thuận, vui vẻ hơn bao giờ hết. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, hãy tập trung hơn vào công việc và những kế hoạch của bản thân mình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, tránh xa những chuyện thị phi, tranh chấp không đáng có. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, công việc được thuận lợi, hanh thông hơn trước. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 76, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo bước sang một ngày phải đối mặt với không ít những rắc rối khi bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi gây ra. Và đây là lúc mà với bạn tuổi Thân cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết thì mới có thể đưa ra được những lựa chọn chính xác cho bản thân mình. Chưa kể là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân đang gặp ngày có thương quan giáng mệnh, cái điều này còn khiến cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay thêm phần muôn vàn khó khăn, trắc trở. Chỉ cần một quyết định sai lầm, tất cả mọi nỗ lực, cố gắng của bạn từ trước tới bây giờ có thể sẽ đổ xuống sông, xuống bể hoàn toàn nữa nhé. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có ngũ hành kim sinh cho thủy vượng. Với bạn tuổi Thân cũng sẽ nhận được không ít sự trợ giúp từ bạn bè, người thân xung quanh mình. Và bạn hãy lắng nghe những lời khuyên từ họ, bạn sẽ có thể đưa ra được những nhận định mới và có quyết định phù hợp hơn với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy cần phải cẩn trọng trong từng quyết định, kẻo vướng phải sai lầm khó tránh. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa đối mặt với không ít những rắc rối tìm đến. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, tình cảm có được sự hài hòa tốt đẹp. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, vận trình có nhiều trắc trở, gặp khó khăn bỏ vây. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim có được sự trợ giúp của mọi người xung quanh, sáng suốt đưa ra lựa chọn cho mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 58, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày về phương diện tiền bạc chẳng cần phải lo lắng, ít nhất là trong ngày hôm nay. Và đây là sự may mắn mà không phải ai cũng có được, khi với bạn tuổi Dậu thực sự khiến cho nhiều người phải ganh tị, đố kỵ với bạn nữa nhé. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều cơ hội để kiếm tiền trong tay. Với bạn tuổi Dậu có thể cần phải cố gắng để biết nắm bắt được thời cơ, chớ nên để cho mình lơ đãng mà tiền bạc trượt qua khỏi tay mình nhé. Ngày này, bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim sinh xuất cho thủy. Dù bạn có được sự may mắn về con đường tài lộc, nhưng bạn mệnh lại khá kém may mắn trong chuyện tình cảm. Người ấy không hiểu cho những nỗi vất vả mà bạn đang phải gánh trên đôi vai của mình, còn trách cứ bạn vì không dành đủ thời gian cho người ấy nữa.
Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy cần phải biết cách để xoa dịu vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, con đường tài lộc có được sự khởi sắc nhưng với bạn cũng sẽ gặp chút khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ nên hiểu mình đang làm gì để có được đáp án. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim cần phải bình tĩnh để không làm ra những chuyện khó coi. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 75, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trị, phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, và đây là lời nhắc nhở cho bạn tuổi Tuất cần phải hết sức cẩn trọng trong các quyết định về tiền bạc ngày hôm nay. Chỉ cần một bước đi sai lầm với bạn có thể sẽ mất tất cả tiền bạc lẫn sự nghiệp mà bạn đã gây dựng bấy lâu nay. Và lúc này với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt, đừng có để cho bản thân mình sa vào mật ngoặt của người khác, đưa tiền của mình vào những nơi nguy hiểm. Cũng đừng có quá dễ dàng tin vào bất cứ ai, kể cả những người thân quen nhất với bạn cũng sẽ chẳng thể biết được họ đang thực sự nghĩ gì hay là muốn gì đâu đó bạn tuổi Tuất nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thủy thổ bất dung. Điều này làm cho mối quan hệ tình cảm của bạn và người ấy cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đôi bên chẳng ai chịu lắng nghe ý kiến của ai và cứ tiếp tục tranh cãi không ngừng. Và đây chính là nguyên nhân khiến cho tình cảm lứa đôi ngày một rạn nứt, có nguy cơ đứng trên bờ vực chia ly, rạn nứt là khó tránh khỏi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, hạnh phúc lứa đôi đứng trên bờ vực tan vỡ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, thận trọng trong các quyết định về tiền bạc, kẻo lại mất mát, mất tất cả. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, luôn tỉnh táo và sáng suốt, đừng có dễ tin lầm người. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tình cảm gia đình có nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tăng cường tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe cho mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 57, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang mong muốn mọi người hiểu được mình, nhưng với bạn đang tự đóng cửa trái tim mình, không chịu chia sẻ tâm sự những điều mà mình đang suy nghĩ, lo lắng với bất cứ ai, cho dù mọi người vẫn quan tâm tới bạn. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành Hợi Hợi tự hình. Cái điều này cho thấy có thể những chuyện đã xảy ra trong quá khứ khiến cho bạn sợ rằng một lần nữa mình lại bị tổn thương. Sự mâu thuẫn diễn ra trong chính nội tâm của bạn dằn vặt bạn không biết nên làm như thế nào nữa. Ngày này với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải tự tin hơn với chính bản thân mình. Đừng quá lo lắng, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Với bạn cần phải chấp nhận rằng niềm vui và nỗi buồn luôn song hành với nhau. Hãy cứ suy nghĩ lạc quan và tích cực hơn bạn tuổi Hợi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa cần phải tự tin làm điều mình cho là đúng. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ đừng có cho rằng không nói gì là không có chuyện gì. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc hãy suy nghĩ lạc quan, tích cực lên. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim mâu thuẫn trong chuyện tình cảm không đi đến đâu. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy đừng có tự bó buộc bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 42, số 73, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.